Chào các bác nha, hôm nay về cặp 518 đẹp nha các bác, bóng mới luôn này. Quá đẹp. Cái con bên này nha các bác. Hai con có cục tả hết mà con này gỡ ra nha các bác. Ba cục cùng nguyên cái gì vậy? Ba cục cùng nguyên nha các bác. Hai con ba cục cùng nguyên hết. Con này cũng ba cục còn nguyên luôn nha các bác. Máy quá bóng luôn hả bay? Máy quá đẹp. Tới con mình nè. Bóng mới vậy trời. Cái đời máy từ con rồi coi giờ nó luôn các bác. Nhanh còn luôn. Nhanh còn luôn nha các bác. Tám trăm lẻ sáu giờ. Tám trăm lẻ sáu giờ nha các bác. Không mình đếm được. Năm lên đề năm, mình cầm cái cây quay nữa đề không được. Đây. Nãy có mình đề không được nha các bác. Cầm cây quay nữa rồi bật chìa khóa qua nó không được. Ba con bên này. Tám trăm lẻ sáu giờ luôn nha. Tám trăm lẻ sáu giờ luôn nha các bác. Hãy subscribe.
đẹp luôn. Về cặp này là đẹp hơn hai cặp kia đó nha các bác. Về làm cặp cặp không nha các bác. Quá trời đẹp, đục hết tâm luôn. Em được. Quá mới luôn. Quá đẹp. Hai con chạy mít lắm em dọn nha coi. Chạy em run nha bác. Không miếng thú luôn. Em run. May quá đẹp. Em này là quá mới luôn nha các bác. Vỏ dài quá còn cao. Không biết. Mới luôn. Năm ơi. Ra chạy này vô không? Này chú mặn quá các bác.
chỗ gì chơi luôn. Rồi, kính thưa quý anh em, nếu bác hay chụp like, một share, nhấn một cái chuông để sự báo của kênh nhé. Tạm biệt các bác.